cả nhà ơi, thì hôm nay á em sẽ dẫn cả nhà đi về ấp Tân Phú của xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để cùng xem với em một căn nhà rất là mới luôn nha cả nhà. Nhà này á thì mình chỉ cần vô và mình sắm thêm một vài đồ cá nhân thôi là mình có thể ở rồi ha. Thì căn nhà của mình á là sẽ được nằm ở bên kênh nha. Đây, căn nhà của mình chính là cái căn nhà màu xanh xanh ở đây nè. Đó, đường ô tô vô được đến nhà luôn nha. Nhưng mà em sẽ đứng từ ở bên đây em giới thiệu để cho cả nhà mình sẽ dễ hình dung hơn về cái hướng đi nha. Rồi thì cái con đường bê tông công cộng này, rồi mình sẽ phải đi qua một cây cầu. Thì cây cầu này là cây cầu sử dụng chung cho tất cả những cái hộ ở bên đây luôn. Đó, cầu này là ô tô có thể qua được nha. Anh chủ nói là ô tô 16 chỗ là vô đậu trước sân nhà của anh được luôn á ha. Thì cái con đường này nè, nếu như mà mình đi theo cái hướng này á là cả nhà đi đến một xíu nữa là sẽ đụng một cái ngã ba. Thì từ cái ngã ba đó mình rẽ phải là mình sẽ đi về trung tâm của thị trấn Tân Hiệp. Còn nếu mà mình rẽ trái là mình sẽ đi về chợ gạo nha. Và từ cái vị trí ngôi nhà của mình ở đây á, đi tới trung tâm thị trấn Tân Hiệp là tầm khoảng một cây số đổ lại thôi nha. Còn cái hướng ngược lại này thì cả nhà đi tới tầm khoảng 100m mình sẽ rẽ trái lên theo cái con đường bê tông là mình sẽ ra ngay chỗ vị trí ngã ba Phú Mỹ. Còn nếu như mà mình đi thẳng theo cái đoạn đường này luôn là mình sẽ ra được đường tỉnh lộ 878B nha. Một lát nữa em sẽ mở cái định vị lên để cho cả nhà mình cùng xem. Còn bây giờ thì em dẫn cả nhà đi vô trong để xem cái ngôi nhà mà hôm nay em quay cho cả nhà ha. Cầu này thì em thấy bề ngang cũng khoảng bự lắm á cả nhà, tầm khoảng 5m, 3-4m. Đó, đây rất là rộng luôn. Này cả nhà xem, ở đây thì hàng xóm mình cũng đang xây dựng nhà nữa nè. Ở đây nhà rất là đông luôn ha. Rồi, điện nước wifi ở đây có đầy đủ luôn. Có cả trụ điện của nhà nước nè. Có đèn đường chiếu sáng luôn nha cả nhà. Thì cái căn nhà mà hôm nay em quay cho cả nhà xem á là có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng hết luôn, trong đó là full thổ cư luôn. Giá cả thì mình sẽ thương lượng trực tiếp với anh chủ luôn ha. Và tổng diện tích ngôi nhà của mình á là ngang 10, dài 20, trong đó là full thổ cư, có sổ hồng riêng, giá là 2.3 tỷ, giá cả thương lượng trực tiếp với anh luôn ha. Thì đây là cái căn nhà mà hôm nay em quay cho cả nhà xem nè. Đó, ở phía trước đó là có trụ điện luôn. Đó, bên trong cũng có nhà hàng xóm nữa kìa. Nhưng mà cái con đường phía trước nhà của mình thì là đường cùng rồi. Nhưng mà đường này là đường công cộng, có hiển thị ở trên sổ luôn nha. Cả nhà xem nè, cái đoạn này là ô tô thoải mái đậu luôn ha. Thì nhà của mình có diện tích mặt tiền bề ngang 10m là mình sẽ được tính từ cái mí ở đây. Mình sẽ đo ngược qua hết cái phần bức tường của mình bên đây là bề ngang 10m nha. Chiều sâu vô hết căn nhà của mình luôn là 20, là tới cái vị trí này ha. Trong đó là đã full thổ cư hết luôn rồi. Và xây dựng một căn nhà rất là kiên cố luôn, bao quanh bởi hàng rào nữa nè. Đó, cả nhà xem nha, rất là thích luôn ha. Phía trước thì còn có chỗ để trồng hoa nữa nè. Đối diện qua thì sẽ có một cái con kênh thoát nước luôn. Con kênh này là kênh thoát nước công cộng ha. Do đường của mình ở đây thì là đường cùng rồi. Và cái phần mặt tiền này rất là rộng luôn. Mình có thể tận dụng được cái phần ở bên kênh bên này nè, để mà mình có thể để những cái chậu hoa và trồng cây kiển ở đây ha. Đó, em sẽ dẫn cả nhà vô trong nha. Xung quanh đó là anh chủ làm hàng rào rất là cao luôn, cao lên tới nóc luôn ha. Trụ cổng thì được ốp gạch đầy đủ luôn. Đó, đây chính là cái ngôi nhà của mình ha. Thì hiện tại là anh kêu giá là 2.3 tỷ. Em có nghe nói là lúc trước anh kêu 2.5 tỷ, nhưng mà bây giờ thì anh hạ xuống còn 2.3 tỷ. Cho nên là em quay cho cả nhà xem nha. Giá cả thì mình có thể gặp trực tiếp với anh để mà thương lượng luôn ha. Đó, cái sân phía trước có mình có thể đậu xe nè. Anh đã làm sẵn mái che tiền chế luôn rồi. Nhà của mình còn rất là mới và rất là kiên cố luôn. Nền thì đổ cũng rất là cao luôn. Cả nhà xem nè, đó, nền là cao hơn với mặt đất luôn á. Này, ở ngoài thì còn được ốp gạch cao nữa nè. Đó. Thì ở trong cái căn nhà của mình á, có một số đồ nội thất là anh sẽ để lại và một số sẽ đem đi. Thì những cái mà anh để lại, đây chính là cái bộ bàn ghế này. Cái bộ bàn ghế ở phòng khách này là anh chủ sẽ để lại này ha. Trong đó thì ở trong phòng ngủ á, mỗi phòng là sẽ có giường ngủ và tủ anh sẽ để lại luôn. Bên cạnh đó còn thêm một cái dán ở phía sau nữa. Thì để từ từ em sẽ quay cho cả nhà xem ha. Còn đây là cái khoảng không gian phòng khách của mình. Hiện tại là mình thấy là mình đã có sẵn một cái bộ ghế gỗ này ha. Ủa, cái này là gỗ gì vậy anh? À, gỗ đỏ với cam xe. Thì anh nói là gỗ này là gỗ đỏ với cam xe nha cả nhà. Đó. Bên đây là không gian phòng thờ của mình. Đó, cả nhà mình có thể làm một cái phòng thờ riêng ở bên đây ha.
Rồi, nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ, thì đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ này sẽ có sẵn một cái giường và một cái tủ quần áo, thì đây là để lại nha cả nhà. Có máy lạnh để lại luôn nha. Đó, đầy đủ hết luôn, mình chỉ cần sắm đồ vật dụng cá nhân là có thể ở rồi. Còn bên đây chính là cái phòng ngủ thứ hai, có giường nè, có tủ nè. Tủ với giường là đều sử dụng bằng gỗ hết, để lại luôn, có máy lạnh luôn nha cả nhà. 3 máy lạnh trong 3 phòng là để lại hết luôn ha. Rồi, bên đây là cái phòng ngủ thứ ba. Xung quanh nhà của mình em thấy ốp gạch cao chắc cũng tầm khoảng 2,5 m, 3 m đó cả nhà. Đây, có sử dụng trần la phong nè. Phòng này là phòng ngủ thứ ba, cũng có tủ quần áo nè, có giường ngủ và có máy lạnh luôn, để lại luôn ha. Rồi, tiếp theo là tới cái khoảng không gian nhà bếp, không gian sinh hoạt chung của mình ha. Bên đây là chỗ nhà bếp nấu ăn nè. Đó, bên đây là có bồn rửa nè. Ủa, cái này sử dụng bằng đá luôn nè cả nhà. Đó, bên đây là chỗ nấu ăn nè ha. Rồi, cái này là anh sẽ để lại cho mình luôn. Đó, cả nhà xem. Cái này là cũng được sử dụng bằng gỗ luôn nè nha cả nhà. Đó, chủ sẽ để lại cho mình luôn ha. Rồi, bên đây thì là hai nhà vệ sinh riêng luôn. Đó, cả nhà xem. Một căn nhà rất là đẹp luôn, còn rất là mới luôn. Mình chỉ cần sắm đồ cá nhân của mình thôi là mình có thể ở rồi. Thì diện tích là bề ngang 10 m, chiều sâu vô hết căn nhà của mình là 20. Trong đó là full thổ cư, giá là 2,3 tỷ. Có để lại đồ nội thất như là một cái bộ bàn ghế ở phòng khách nè. Rồi ba cái giường ngủ nè. Rồi ba cái tủ quần áo, bên cạnh đó là có máy nước nóng lạnh nè. Rồi có máy lạnh là sẽ để lại luôn nha. Giá là 2,3 tỷ, thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Đường này là ô tô thoải mái luôn, khu vực dân cư hiện hữu nè, điện nước wifi có đầy đủ luôn. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng nước máy của nhà nước nha. Rồi thì để bây giờ em mở định vị lên cho cả nhà cùng xem nha. Rồi thì ngôi nhà của mình sẽ được quay về hướng đông nam nha. Đây cả nhà xem, nhà là được nằm ở hướng đông nam ha. Cái nút màu xanh xanh chính là cái vị trí em đang đứng ở ngôi nhà của mình nè. Đó, xung quanh đây thì dân cư cũng rất là đông luôn. Nhà hàng xóm là san sát với nhau luôn ha. Điện nước wifi ở khu vực này là có đầy đủ luôn. Rồi, thì để em sẽ mở lên cho cả nhà mình cùng xem nè. Đây, cái nút màu xanh xanh chính là cái vị trí mà em đang đứng ở nhà của mình ha. Rồi thì ở bên đây chính là cái con đường công cộng mà em nói cả nhà nè. Đây. Đây, từ ngay chỗ vị trí con đường này mình đi theo cái hướng ở bên đây nè cả nhà. Đó, mình đi thẳng luôn sẽ tới đường tỉnh lộ 878B nè. Đó, rồi tới ngay chỗ vị trí mà chợ Tân Lý Tây nè. Đó, hoặc là không á thì mình đi đây, còn không á thì cả nhà đi lại đây khoảng 100 m thôi là tới cái con đường lộ bê tông này nè. Mình rẽ trái lên đây đi thẳng theo cái con đường này là sẽ ra ở đây là ngay chỗ ngã ba Phú Mỹ nè ha cả nhà. Đó. Và ngay chỗ cái vị trí ngôi nhà của mình ở đây á sẽ gần với cái cụm khu công nghiệp lớn của tỉnh Tiền Giang, đó là khu công nghiệp Tân Hương nha và khu công nghiệp Long Giang. Rồi cả nhà xem nè, còn nếu như mà mình đi cái hướng ngược lại tới ngay chỗ vị trí ngã tư này nè, mình rẽ trái là mình đi về chợ gạo, mình rẽ phải là mình đi lên trung tâm của thị trấn Tân Hiệp nè. Rồi thì để em xem thử từ đây mà vô trung tâm thị trấn Tân Hiệp ngay chỗ vị trí mà chợ Tân Hiệp nha. Em thấy ở đây á thì định vị chỉ mình đi là khoảng 2,5 cây số. À 2,1 cây số. Đây, cả nhà đợi em một xíu nha. À, chỉ có 1,9 cây số thôi cả nhà ơi. Đây, cả nhà xem nè, ngay chỗ vị trí chợ của thị trấn Tân Hiệp nè, 1,9 cây số khoảng 4 phút thôi. Và xung quanh đây á, sẽ có đầy đủ hết những cái tiện ích luôn, như là này, chợ nè, rồi bên đây là có nhà thờ nè, có ủy ban nè, nó huyện ủy Châu Thành nè, bên đây là có ngân hàng nè, nó trung tâm văn hóa luôn, công an của thị trấn nè, bệnh viện nè, bưu điện nè. Đó, cả nhà xem ngay chỗ cái vị trí này ha.
siêu thị Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, thế giới di động nè. Đây là trung tâm của thị trấn Tân Hiệp cho nên là sẽ có đầy đủ tất cả những cái tiện ích luôn, không thiếu bất cứ thứ gì hết. Trung bình mình đi chỉ có 4 phút, 1,9 cây số thôi nha. Còn nếu như mà từ ở đây á, mình đi về tới thành phố Mỹ Tho thì trung bình là 11 cây số nha. Cả nhà đi khoảng 18 phút là mình đã về tới thành phố Mỹ Tho rồi ha. Còn nếu như mà từ ở đây á, mình đi ra tới ngoài đầu quốc lộ 1A, ngay chỗ mà ngã ba Phú Mỹ đi, để em xem thử ha. Thì trung bình mà cả nhà đi chỉ có 1,5 cây số thôi. Đây, 1,5 cây số, 3 phút là mình đã ra tới quốc lộ 1A ngay chỗ vị trí ngã ba Phú Mỹ này ha. Còn nếu như mà từ ở đây á, mình đi lại tới cụm khu công nghiệp Tân Hương, trung bình mà cả nhà đi cũng chỉ có, để em xem nha, cây số. Đây, trung bình mà cả nhà đi 7 phút là mình đã tới cụm khu công nghiệp Tân Hương rồi. Còn nếu như mà từ ở đây á, mình đi tới cụm khu công nghiệp Long Giang, để em xem thử ha. Khu công nghiệp Long Giang thì trung bình mình đi là 15 phút nha cả nhà. Khoảng mình đi là tầm khoảng 6,7 cây số thôi. Coi như trung bình mình đi khoảng 12 phút là mình sẽ tới cụm khu công nghiệp Long Giang nha. Đó, gần hai cái cụm khu công nghiệp lớn của tỉnh Tiền Giang luôn. Còn nếu như mà từ ở đây á, mình đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, nếu mà mình đi theo đường xe máy á, là 48 cây số. Mình đi chỉ có 1 giờ 10 phút. Đó, 1 giờ 10 phút, 48 cây số là về bến xe miền Tây nha. Còn nếu như mà cả nhà đi theo đường ô tô á, là 51 cây số. 1 giờ 21 phút là mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi thì nếu như mà cả nhà mình có quan tâm tới căn nhà này thì mình có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Tụi em dẫn cả nhà đi xem xong rồi sau đó mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để mà thương lượng về giá cả luôn. Đường này là đường ô tô, đó, xe tải nhỏ có thể đi được luôn. Thì khi mà cả nhà đi xem cái ngôi nhà này, em sẽ dẫn mình đi trực tiếp những cái con đường ở đây luôn để mà mình xem được cái mật độ dân cư nè. Đó, rồi hay là chợ, trường học, ủy ban nó sẽ nằm ở cái đoạn nào ha. Đối diện qua nhà hàng xóm rất là đông luôn. Đây, mình có thể tận dụng được cái phần phía trước này để trồng cây kiểng nha. Rồi thì cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi hết video này của em nha.